Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Chuyên mục hôm nay có những tin chính sau đây. Công an tỉnh thăm chúc mừng bà con giáo dân nhân lễ Giáng sinh 2018. Đoàn thanh niên công an tỉnh ra quân hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Công an huyện Đức Trọng phá sòng bạc tại xã Đà Loan. Cuối chuyên mục là phóng sự, thành phố Đà Lạt tìm giải pháp chống kẹt xe. Bây giờ, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Ngày 21 tháng 12, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm tặng hoa và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Đà Lạt và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tại những nơi đến thăm và chúc mừng, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng giám mục, các linh mục, chức sắc cùng đồng bào công giáo trong tỉnh một mùa Giáng sinh nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Giám đốc Công an tỉnh cũng thông báo đến các vị linh mục một số nét chính trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, trong đó có sự góp sức tích cực của bà con giáo dân. Đặc biệt, những đóng góp của bà con giáo dân đã góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Cảm kích trước sự gắn bó và quan tâm của lực lượng công an đối với bà con giáo dân, Giám mục Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã bày tỏ sự cảm ơn và khẳng định các linh mục, tu sĩ và giáo dân sẽ tiếp tục đồng hành phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ấm no, tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc. Chiều ngày 25 tháng 12, Đại tá Đào Ngọc Cần, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương chúc mừng và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể cá nhân thuộc Công an huyện Đức Trọng và Công an thành phố Bảo Lộc vì đã lập nhiều thành tích trong đợt cao điểm tấn công tội phạm. Tại Công an huyện Đức Trọng, đồng chí Phó Giám đốc biểu dương lực lượng công an đã phá thành công 5 vụ án về ma túy, phối hợp cùng Công an huyện Lâm Hà bắt đối tượng gây án giết người đang trên đường trốn về tỉnh Bến Tre và triệt phá một tụ điểm cờ bạc tại xã Đà Loan. Tại Bảo Lộc, đồng chí Phó Giám đốc đã biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá thành công chuyên án G1218 và bắt giữ hai đối tượng gây ra 19 vụ cướp giật tài sản. Với thành tích xuất sắc này, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định tặng giấy khen cho hai tập thể và 10 cá nhân thuộc hai đơn vị Công an huyện Đức Trọng và Công an thành phố Bảo Lộc. Sáng ngày 21 tháng 12, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động ra quân hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, với sự tham dự của trên 500 đoàn viên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Với chủ đề Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng phát huy truyền thống ra sức lập công, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân thắng lợi, nhiều chỉ tiêu đã được đề ra như 100% đoàn viên thanh niên công an các đơn vị xây dựng kế hoạch và có hình thức triển khai phát động hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đăng ký đảm nhận mới ít nhất một công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở, có phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức ít nhất một buổi sinh hoạt chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên và một hoạt động tình nguyện chung sức vì cuộc sống cộng đồng. Sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã diễu hành hưởng ứng và ra quân thực hiện các công trình phần việc thanh niên của đơn vị mình. Ngày 26 tháng 12, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 cho toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Tại hội nghị này, cán bộ đảng viên được học tập quán triệt 3 chuyên đề: những nội dung cơ bản của nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những nội dung cơ bản của kết luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Những nội dung này sẽ do các báo cáo viên của Ban tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt. Việc quán triệt các nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 có ý nghĩa rất quan trọng và sâu sắc trong giai đoạn hiện nay, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn công an tỉnh. Hội nghị triển khai nghị quyết lần này được tổ chức 4 lớp với hơn 1.500 đảng viên, cán bộ chiến sĩ tham gia. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12, Công an Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra cấp biển hiệu, giấy chứng nhận tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về giao thông đường bộ cho lực lượng cảnh sát giao thông. 235 cán bộ chiến sĩ đang công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng
và 13 tỉnh thành lân cận đã được nghiên cứu sâu về các nội dung cơ bản quy định trong các thông tư của Bộ Công an về nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ. Các quy định về chỉ huy điều khiển giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính, quy định về biển hiệu, giấy chứng nhận cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, về quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông, về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông. Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu sâu về các nghị định của chính phủ liên quan đến quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sẽ làm bài sát hạch. Trên cơ sở đó, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ cấp giấy chứng nhận tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về giao thông đường bộ cho những đồng chí đạt yêu cầu. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa tổ chức đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên lĩnh vực kinh tế và đã bắt quả tang, tịch thu nhiều loại hàng hóa, đồng thời xử phạt nhiều tổ chức cá nhân có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng. Các loại hàng hóa bị tịch thu gồm bánh kẹo, quần áo, hóa mỹ phẩm các loại. Đặc biệt, trên 4 tấn thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn sử dụng, nhưng chủ cơ sở tẩy xóa, in lại thời hạn sử dụng, chuẩn bị tuôn ra thị trường, cũng được Phòng Cảnh sát Kinh tế kịp thời phát hiện tịch thu. Thời điểm cuối năm, khi hoạt động kinh doanh vào cao điểm, nhu cầu mua bán của nhân dân tăng cao, các đối tượng thường lợi dụng để trà trộn các hàng hóa kém chất lượng, hàng gian, hàng giả. Do đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý mọi hành vi liên quan đến gian lận thương mại để đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh. Vào đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22 tháng 12, phát hiện hai nam thanh niên cùng đi trên một xe máy biển kiểm soát 86B343730 di chuyển trên quốc lộ 28 hướng từ Bình Thuận về Di Linh. Đến khu vực thôn Đăng Rách, xã Gung Ré, phát hiện thấy có biểu hiện nghi vấn, nên công an huyện Di Linh đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trong người hai đối tượng Phan Minh Ngược, sinh năm 1997, và Dương Đình Tú, sinh năm 1996, cùng trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, có hai túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng. Bước đầu, Ngược và Tú khai nhận hai túi tinh thể màu trắng là ma túy đá, chúng vừa mua tại tỉnh Bình Thuận và đang trên đường vận chuyển đến huyện Đức Trọng để tiêu thụ thì bị công an huyện Di Linh bắt quả tang. Công an thành phố Đà Lạt dựng lại hiện trường vụ cướp giật trộm cắp tài sản do hai đối tượng Lê Danh Minh Hoàng sinh năm 2002 và Đặng Quốc Tường sinh năm 2003 đều trú tại thành phố Đà Lạt gây ra. Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an thành phố Đà Lạt đã xác định có một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn cướp giật và trộm cắp tài sản. Đến 11 giờ ngày 12 tháng 12, Công an thành phố Đà Lạt đã xác định và mời Hoàng và Tường về cơ quan công an để làm việc. Qua đấu tranh, hai đối tượng này khai nhận, chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, chúng đã gây ra 7 vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Theo đó, Hoàng và Tường điều khiển xe máy đến các con đường vắng, lợi dụng sự sơ hở của người đi đường để cướp giật hoặc trộm cắp tài sản. Hai đối tượng còn khai, trước đây đã thực hiện 3 vụ trộm, lấy được 3 xe máy của người dân trên địa bàn. Hiện Công an thành phố Đà Lạt đã thu giữ một số tang vật trong các vụ trộm như xe máy, lồng chim, điện thoại di động và đang mở rộng điều tra. Lúc 17 giờ ngày 19 tháng 12, Công an huyện Đức Trọng đã bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại nhà Lê Văn Bảo, sinh năm 1980, cùng vợ là Nguyễn Thị Như Thùy, sinh năm 1981, tại thôn Đà Phước, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng. Tại hiện trường, Công an thu giữ một bộ chén đĩa, 4 quân vị, 11,7 triệu đồng tiền tang vật, 13,8 triệu đồng trong người Như Thùy, 6 xe máy các loại. Phần lớn trong số 14 đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang là phụ nữ. Hiện Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố Bảo và Thủy về tội tổ chức đánh bạc, khởi tố 9 đối tượng khác về tội đánh bạc để điều tra. Công an huyện Di Linh vừa triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Khẩn, 44 tuổi, trú tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ đầu tháng 12 năm 2018 đến nay, Khẩn đã dùng kéo cắt tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 20.000 đồng thành hai phần, sau đó ghép lại thành một tờ tiền mới, kẹp tờ tiền mới cắt dán này vào cọc tiền có mệnh giá 500.000 đồng rồi mang đến ngân hàng hoặc các công ty có dịch vụ chuyển tiền để nộp vào tài khoản của mình.
Bằng thủ đoạn trên, Khẩn đã tạo ra 2 tờ tiền mới và đã thực hiện chót lọt 2 lần chuyển tiền cho chính mình tại dịch vụ chuyển tiền của công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Giới Di Động và giao dịch chuyển tiền tại ngân hàng Agribank chi nhánh Di Linh. Hiện công an huyện Di Linh đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của Khẩn. Nguyên là cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Đức Trọng, được giao làm công tác tín dụng nên Hoàng Nam Đến, trú tại thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng, biết nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng, nên đã nảy sinh ý định tự đứng ra cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Từ đầu năm 2014, Đến đã vay tiền của các ngân hàng và của nhiều người trên địa bàn huyện Đức Trọng, rồi cho những người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng với mức lãi suất cao để hưởng chênh lệch. Đầu năm 2017, việc làm ăn bị đổ bể nên Đến lâm cảnh nợ nần. Để có tiền trả cho các chủ nợ, ngày 25 tháng 9 năm 2017, Đến vay của ông Nguyễn Xuân Hạnh ở thị trấn Liên Nghĩa 1 tỷ đồng, hẹn 3 ngày sau sẽ trả, nhưng đã mang số tiền này trả cho các chủ nợ cũ. Ngày 28 tháng 9, Đến nghỉ việc tại cơ quan. Ông Hạnh đòi nợ nhưng Đến không có tiền trả, nên ngày 10 tháng 10 năm 2017, ông Hạnh đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra, Đến thành khẩn khai báo đã hoàn trả cho ông Hạnh 1 tỷ đồng và ông Hạnh có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Đến. Tuy nhiên, xét hành vi của bị cáo là nghiêm trọng nên trong phiên xử sơ thẩm mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Hoàng Nam Đến 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa các đồng chí và các bạn, do địa hình đồi núi, đường dốc hẹp, cùng với sự tăng nhanh về số lượng phương tiện tham gia giao thông, nên nhiều năm trở lại đây, tình hình giao thông tại thành phố Đà Lạt đang có dấu hiệu quá tải. Nhiều chủ phương tiện đã tận dụng vỉa hè, lòng lề đường để dừng đỗ đón trả khách. Đây là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ. Ngoài việc vận động người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, chính quyền thành phố Đà Lạt cũng đang vào cuộc quyết liệt để giải quyết bài toán chống ùn tắc giao thông. Phường 1, phường trung tâm thành phố Đà Lạt, vào những dịp lễ Tết, tình trạng kẹt xe cục bộ vẫn thường xảy ra như thế này. Không chỉ những ngày lễ Tết mà thời gian gần đây, vào mỗi dịp cuối tuần, tình trạng ùn ứ cục bộ cũng đã xảy ra. Nguyên nhân của tình trạng này, ngoài việc tăng nhanh về số lượng phương tiện giao thông, lượng du khách đến Đà Lạt tăng cao, thì còn bởi Đà Lạt đang thiếu trầm trọng bãi đậu xe. Thực tế thì hiện nay cái bãi đậu xe là không có đủ đảm bảo, nhất là trong địa bàn thành phố. Phương tiện là phải đậu trên các cái tuyến đường ở trong thành phố nên cũng gây rất là khó khăn cho cái công tác đảm bảo giao thông. Không chỉ thiếu bãi đậu xe, nhiều đoạn vỉa hè cũng bị người dân chiếm dụng làm nơi để xe máy buôn bán, càng làm cho giao thông thành phố Đà Lạt trở nên lộn xộn. Vào khung giờ trưa, chiều, tại các nút giao thông trọng điểm, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ liên tục xảy ra. Không có bến bãi đậu đỗ, nên dẫn đến người ta là đậu dưới lòng đường có, vỉa hè có, ảnh hưởng đến về trật tự đô thị và trật tự mỹ quan đường phố. Chứ với như tình trạng như hiện nay, các đồng chí thấy tất cả vào các ngày cao điểm, nhất là thứ bảy chủ nhật, là hầu như tất cả các xe ô tô đều đậu chỗ trên đậu đỗ hết ở trên vỉa hè. Để tránh tình trạng đậu đỗ xe không đúng nơi quy định và hạn chế ùn tắc giao thông, thành phố Đà Lạt đã triển khai cắm biển báo cấm đậu xe vào các ngày chẵn lẻ tại một số tuyến đường, lắp đặt biển báo cấm một số loại phương tiện vào giờ cao điểm. Mặt khác, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp dừng, đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định, lấn chiếm lòng lề đường, hè phố. Về lâu về dài, trước hết là một số tuyến đường trung tâm, thứ nhất là phải hạn chế, trước hết là phải hạn chế cái phương tiện có cái trọng tải lớn đi vào, nhất là vào giờ cao điểm. Hai đó là phải bố trí cái bãi đậu xe để dành cho cái phương tiện mà ví dụ như là 40-50 chỗ ngồi. Chúng tôi đang tham mưu là có thể cấm xe tải lưu thông ban ngày vào thành phố Đà Lạt và có thể là chỉ là lưu thông ban đêm. Và tiến tới thì sẽ cấm theo giờ một số các cái phương tiện xe du lịch cái loại cỡ lớn, xe cây đó. Sẽ tăng cường xây dựng các cái bãi đậu đỗ xe ở ngoại vi thành phố. Để giảm áp lực về giao thông, mục tiêu trước mắt mà thành phố Đà Lạt đang triển khai thực hiện là đến năm 2020 phải dành tối thiểu từ 23 đến 25% quỹ đất cho hạ tầng giao thông. Còn giải pháp về lâu dài
thành phố Đà Lạt đề xuất quy hoạch các bến xe vệ tinh ở vùng ngoại ô thành phố. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cảnh quan đô thị, trả lại không gian cho người đi bộ phải được triển khai một cách thường xuyên, liên tục. Những giải pháp này cần phải được thực hiện đồng bộ mới hy vọng hạn chế tình trạng kẹt xe khi Đà Lạt đang chuẩn bị bước vào mùa xuân, mùa của lễ hội. Chuyên mục An ninh Lâm Đồng đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.